Có thể bạn đã biết hoặc chưa? Theo Nghị định số 45 năm 2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường thì đến cuối năm 2024 sẽ tiến hành xử phạt những cá nhân và hộ gia đình không phân loại chất thải rắn tại nguồn với mức xử phạt có thể lên tới 1 triệu đồng. Vậy phân loại rác như thế nào và chúng ta cần phải làm gì để tránh bị mất tiền? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt các loại chất thải khác nhau như vỏ nhựa, quần áo. Chị đạo diễn ơi, cho mình hỏi là chương trình của mình là của bên nào ấy nhỉ? Tại mình không chắc là làm thế này thì chúng ta sẽ có hiệu quả cao. Vậy đi thôi, đi gặp người thật việc thật. Hey, chào Vi, bạn đang làm gì vậy? Hiện tại thì mình đang phân loại rác để chuẩn bị gửi đi tái chế. Bao nhiêu lâu thì bạn phải làm việc này một lần? Cách bạn làm là như thế nào đấy? Đối với mình sống chung một gia đình hai người thì lượng rác của mình thường sẽ khoảng 1 đến 2 tháng mình sẽ gom đủ để đi phân loại một lần và đem đi tái chế. Vậy bạn đang làm việc này như thế nào? Hiện tại ở đây thì mình phân làm hai nhóm rác. Một là nhóm rác dễ tái chế và một là nhóm rác khó tái chế. Với nhóm rác dễ tái chế như bìa hay là nhựa trong hoặc là vỏ lon thiếc thì mình có thể gom lại để gửi cho những cô thu gom sắt vụn. Còn đối với nhóm khó tái chế, ví dụ như nhựa dùng một lần, nhựa màu, vỏ thủy tinh hay là vỏ của các loại thực phẩm thì mình thường gom những loại rác này để gửi đến những cơ sở tái chế. Wow, khô. Ngày hôm nay thì tôi muốn nói chuyện với bạn về cách mà bạn bảo vệ môi trường sống của mình. Bạn có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Tuyệt, đi thôi. Đầu tiên thì Vi hãy giới thiệu về bản thân mình. Mình là Đỗ Vi. Hiện tại thì mình đang là nhiếp ảnh gia sinh sống tại Hà Nội. Wow, căn nhà của bạn thật là ấm áp. Để tôi đoán là phong cách tối giản phải không? Hiện tại thì phong cách tối giản cũng là một phong cách mà mình đang theo đuổi và mong muốn có lối sống tối giản. Cảm ơn. Phong cách sống tối giản có liên quan đến việc mà Vi yêu môi trường như thế nào? Mình nghĩ là nó cũng có rất là nhiều những cái điều liên quan đến nhau. Khi mà sống tối giản thì mình thấy rằng là bản thân mình có rất là nhiều không gian sống, không gian sinh hoạt. Và hơn hết thì việc ít đồ đạc thì nó sẽ giúp mình giảm được rác thải sinh hoạt. Việc khác mà bạn đã làm để giảm thiểu rác thải ra môi trường không? Với mình thì những cái thay đổi nhỏ thì nó sẽ làm nên những cái lớn sau này. Thì với mình thì mình sẽ thay đổi tất cả những cái đồ dùng hàng ngày bằng những sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Ví dụ như là bông ngoài tai, mình có thể thay bằng bông ngoài tai bằng thân gỗ. Hoặc là nước giặt thì mình không sử dụng nước giặt nữa mà mình sử dụng bằng hạt magie để giặt quần áo. Hoặc mình sử dụng các loại cốc cá nhân thay cho việc đi mua nước ở bên ngoài và sử dụng cốc một lần. Đối với hạt magie dùng quần áo thì với mình đây là một phương pháp rất là tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Đối với nước giặt này thì ngay cả khi mình giặt đối với quần áo bẩn thì nước thải từ máy giặt ra cũng sử dụng để tái chế nước giặt đó để dùng làm nước tưới cây cũng được. Và nước magie có tính kiềm thì tính kiềm này cũng rất là tốt cho cây trồng. Nghe như kiểu zero waste đúng không? Vâng, đúng rồi, mình muốn tái sinh tất cả những vòng đời của các sản phẩm mình dùng mỗi ngày để nó luôn luôn có ý nghĩa. Chỉ thay đổi những thói quen hiện tại này không làm khó Vi nhỉ? Thế còn những cái rác khác thì sao? Hiện tại các nhóm rác khác, ví dụ như là quần áo chẳng hạn thì mình thường có thói quen 2 đến 3 tháng thì mình sẽ phân loại nhóm rác quần áo một lần và để gửi cho các cơ sở tái chế. Bạn tìm những cơ sở tái chế đó ở đâu? Các cơ sở tái chế thì hiện tại mình thường tìm kiếm trên các nhóm, các hội nhóm trên Facebook về việc tái chế. Mình sẽ tìm những cái địa điểm tái chế gần cơ sở nhà mình và gửi đến đó. Còn rác hữu cơ thì sao? Đây cũng là một cái hữu cơ bài toán khó đúng không? Đúng, nhóm rác hữu cơ thì đối với mình thì hiện tại là mình đang mất thời gian để xử lý nhóm rác này nhất. Bởi vì với nhóm rác hữu cơ thì mình thường phải phơi khô. Đi đâu đấy? Xay này. Mình dẫn bạn ra khu vườn của mình để xem okay. Mình cool. Tái chế nhá.
Wow. Ở đây chúng ta có một vườn xanh. Bạn sẽ làm gì với những vỏ trứng này? Mình hiện tại thì đã rửa sạch và đang phơi khô. Để đến khi nào mà trứng khô hoàn toàn rồi thì mình sẽ đem trứng đi xay để bón phân. Tất cả các loại rác hữu cơ, ví dụ như vỏ thực phẩm, vỏ chuối, vỏ trứng thì mình đều có thể dùng cách đó, tức là phơi khô. Hoặc nếu như nhà nào có nồi chiên không dầu thì mọi người có thể sấy khô các cái loại vỏ đó và xay nhuyễn. Sau đó thì bạn có thể sử dụng hỗn hợp đó để bón trực tiếp dưới gốc cây luôn. Có khó không để mà thay đổi tất cả những cái thói quen này? Đối với mình thì cũng không khó lắm. Mình nghĩ là điều đấy xuất phát từ trái tim thôi. Vậy điều gì đã inspire Vi? Cảm hứng của mình thì nó bắt nguồn từ việc khi mà mình còn là một sinh viên năm 2. Mình có một chuyến đi du lịch biển ở Lý Sơn. Có một cái nỗi buồn song hành cùng vẻ đẹp đấy là mình nhìn thấy một cái thực trạng. Đó là giữa một bãi biển đẹp thì có rất là nhiều rác thải. Đó. Và cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là buồn. Đấy là chuyến đi đầu tiên mình có cảm hứng cả nhóm du lịch cùng nhau và cả nhóm cùng dậy sớm để nhặt rác tại bãi biển đó. Và đó cũng là cái cảm hứng đầu tiên cho mình. Để 2 năm sau khi mà mình tốt nghiệp nhiếp ảnh rồi thì mình lựa chọn nhiếp ảnh để làm một cái công cụ truyền tải đối với mọi người về cái thông điệp môi trường. Khi mình tốt nghiệp vào năm 2018 thì mình cũng đã có một cái triển lãm riêng cá nhân mang mục đích lan tỏa về rác thải nhựa, vấn đề về rác thải nhựa cũng như là cảnh tỉnh cho mọi người về vấn đề rác thải nhựa ở nước ta hiện nay. Và đó cũng là cái lý do mà khiến cho mình cảm nhận được cái sứ mệnh của mình đối với môi trường và hành động vì môi trường nhiều hơn. Cool. Cũng đến giờ rồi, hay là bạn cùng mình thử đi chợ không? Đi chợ á? Wow. Thường khi đi chợ thì mình cũng sẽ chuẩn bị đồ đi chợ để giảm rác thải nhất có thể. Bạn có muốn cùng mình tham gia vào quá trình này không? Wow, một ví dụ rất là thực tế và cụ thể. Trời ngày hôm nay cũng đẹp nữa. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Vi đã chuẩn bị những gì để đi chợ vậy? Hôm nay thì mình có chuẩn bị một cái hộp nhỏ để tính ra mua giá. Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng là giá là một trong những thực phẩm mà rất là khó để không sử dụng túi ni lông. Nhưng mà mình thì hôm nay đã chuẩn bị hộp để mua giá cũng như là một cái túi nhỏ để mua hành khô. Vậy mỗi lần mà đi thế này mà mình phải chuẩn bị rất là nhiều, phải chuẩn bị thêm cả hộp nên thì có bất tiện không? Mình thì đã quen với cả cái cách tiêu dùng như vậy rồi cho nên mình lại thấy rằng nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì nó còn có cái ưu điểm gì không? Với mình thì nó sẽ làm sạch sẽ hơn với căn bếp của mình. Mình sẽ không mất công để bỏ đồ ra, dỡ đồ ra nữa. Đó mà mình có thể trực tiếp sơ chế luôn. Thì mình thấy việc đó vừa tiết kiệm thời gian mà chính lại còn rất là sạch sẽ cho căn bếp nữa. Nhiều thứ hay thật đấy. Wow, ngày hôm nay là thật là vui. Và bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi. Và chắc là tôi cũng sẽ phải về ngay đây. Cảm ơn Vi nhá. Bye, chúc bạn một ngày thật vui. Mọi người cảm thấy cuộc gặp gỡ với Đỗ Vi vừa rồi như thế nào? Câu chuyện của Vi có khiến cho mọi người cảm thấy việc phân loại rác dễ dàng hơn không? Thực ra thì không phải là lần đầu tiên chúng ta có những cái quy định về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử phạt cá nhân. Tuy nhiên là trước đây khi mà chúng ta có quy định về việc đổ rác đúng giờ này hoặc là đổ rác đúng nơi quy định này thì cũng đã có được những cái thành hiệu quả như là chúng ta mong muốn. Vậy điều gì đang cản trở chúng ta? Tiếp theo hãy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Nhà nước và chính phủ ta thì cũng đã rất quan tâm đến cái công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là minh chứng cho điều đó là chúng ta đã có rất nhiều những cái quy định trước đây. Tuy nhiên là để đánh giá thì ông đánh giá là trước đây chúng ta còn thiếu điều gì để khiến cái công tác bảo vệ môi trường nhiều năm qua vẫn chưa đạt được hiệu quả thưa ông? Nói chung là cái luật bảo vệ môi trường năm 2020
khi mà được sửa đổi và được Quốc hội thông qua và ban hành ấy, thì cái mục tiêu đầu tiên của nó là giải quyết những cái bất cập của những cái luật trước đây, cụ thể ở đây là luật 2014. Tại sao cái chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường hiện nay chúng ta lại phải yêu cầu là phải phân loại rác? Bởi vì ngày xưa chúng ta chỉ quan tâm đến là rác hữu cơ và rác vô cơ. Và tức là cái rác hữu cơ và vô cơ ở đây thì chúng ta thấy rằng là có nghĩa là người ta chỉ quan tâm đến cái phương pháp xử lý. Luật 2020 người ta đã thể hiện rất rõ cái mục tiêu là phải phân loại rác để đạt được cái mục tiêu là tái chế, tái sử dụng. Đấy. Tức là thay đổi cái cách thức ứng xử với rác, mà đấy chính là chúng ta mong muốn chúng ta đạt được cái mục tiêu coi rác là tài nguyên. Người ta sẽ phân loại là thí dụ như là nhựa, các cái chai nhựa, cốc nhựa, thủy tinh vân vân, là đựng các cái thứ ở trong đó là bây giờ người ta sẽ dùng để tái chế. Nhưng mà người ta muốn tái chế là người ta phải loại bỏ tất cả những cái chất chứa ở bên trong. Hoặc là như quần áo hay là các cái bàn ghế gỗ, những cái nào còn lành lặn người ta có thể là người ta tái sử dụng. Thay vì trước đây tất cả những cái đó chúng ta đem ra bãi rác thì như vậy là vô cùng lãng phí. Ví dụ như vậy. Thế còn chúng ta cũng tăng cường để tái sử dụng cho từng cái nhóm chất thải một. Và với cái quy định như vậy mà tới đây mà nếu mà chúng ta xây dựng cái mô hình phân loại tại nguồn, tại địa phương và chúng ta nhân rộng lên thì hy vọng rằng là từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, khi mà luật yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thì chúng ta sẽ thực hiện được cái mục tiêu này theo luật bảo vệ môi trường năm 2020. Vậy không biết là tôi xin hỏi câu hỏi cuối cùng là vậy không biết là ông đánh giá cái hiệu quả thực thi, nghĩa là cái tiềm năng thành công hiệu quả của chúng ta sau khi mà áp dụng cái quy định này. Thực ra ấy, là cái phân loại rác này ấy, thì nó là rất là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta phân loại để chúng ta tăng cường tái chế, tái sử dụng ấy, là cái hiệu quả đem lại là rất là tốt. Thí dụ như là chúng ta sẽ giảm áp lực về các cái bãi chôn lấp, chúng ta sẽ giảm chi phí phải xử lý. Bởi vì luật đã quy định là nếu mà chúng ta phân loại, tái chế, tái sử dụng thì cái chất thải đó chúng ta được coi như là sản phẩm hàng hóa, chúng ta có thể bán được. Thế cho nên là cái hiệu quả đem lại rất là chúng ta thấy ngay trước mắt. Nhưng mà tuy nhiên là vấn đề là hiện nay là nó rất là mới. Thế cho nên là chúng ta bây giờ từ giờ đến hết năm 2024 thì chúng ta phải triển khai đồng bộ. Và cái quan trọng nhất là các cấp, các ngành, các địa phương và mọi người dân, mọi tổ chức chính trị xã hội chúng ta phải tham gia vào cái công việc phân loại rác này. Thì như vậy là chúng ta mới thực hiện được. Chứ còn nếu như mà chúng ta triển khai không đồng bộ, địa phương này thực hiện, địa phương kia không thực hiện, hoặc là tổ chức này thực hiện nhưng tổ chức kia không thực hiện, hay là người dân này người ta thực hiện thế nhưng mà người khác người ta lại không phân loại, thế là cuối cùng là chúng ta sẽ rất là khó thực hiện được cái mục tiêu này. Cho nên là cái việc thực hiện theo tôi ấy, là nó phải đồng bộ và phải quyết liệt. Và cũng một cái nguyên tắc nữa là nếu như mà thấy có những cái vướng mắc bất cập nào mà nảy sinh trong quá trình thực hiện là chúng ta phải kịp thời sửa ngay để coi như chúng ta thực hiện cái việc phân loại rác tại nguồn này ngày càng tốt hơn theo đúng luật 2020.